Hello, Bình chào cả nhà. Và lời nói đầu tiên cho Bình gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi nhiệt tình và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa cả nhà, hôm nay mình cũng hái 40 nhánh tre cho cái anh cũng như đồng hương ở ảnh cũng ở Bến Bà đây, ở ngoài nhà Bến Bà. Bến Bà Cần Thơ. Bến Bà Cần Thơ. Anh tên gì giới thiệu anh? Dạ chào quý khán giả, chào bà con Cần Thơ. Bữa nay em Hồ Văn Lơ ngoài vợ anh bà vô mua tre của anh Bình ở Tân Phú. Ham giống tre này lâu lắm rồi mà có dịp bữa nay mới gặp anh Bình mua giống tre về trồng. Mình chắc mình cũng coi mà trên mạng là mình thấy giống tre này nó có năng suất cao rồi ha anh, làm sao mà... đúng rồi anh, tại vì em cũng ham này lâu rồi mà chưa có kiếm mua giống được á, rồi bữa nay cũng hên. Vô cái gặp hả? Dạ vô mới gặp là anh có bán nhánh tre tứ quý cũng về trồng. Nói chung là tre tứ quý này cũng dễ trồng lắm, mình nó cầu mình xới xới lên mình trồng là sống, là tháng mưa này dễ lắm. Dạ trời, em ham này lâu lắm mà Bình mà không có gặp, bữa hổm gặp mà gặp ở xa không mà không có biết anh Bình ở đây, thì bữa nay mới gặp anh, gặp đám tre tứ quý của anh Bình. Gửi nhóc ở trên này bà con gửi đó. Dạ. Mà trước thì bà con cái ham bà con về trồng giáp năm là có măng, có ba có măng bán rồi đó. Giáp năm là có măng là bán rồi đó, bán là gai đó bà con ơi. Gửi đó. Gửi nè. Cái này trồng xuống là hết luôn đó bà con ơi. Đây là vườn tre tứ quý của bác Ba ở Tân Phú nha cả nhà. Tôi là con của bác Ba. Hôm nay thì đi để tre bán ở Bến Bà. Anh đó, anh biết con tre, anh mang tre tới. Tre có mang mà thấy mê. Măng mà đưa lên cái trắng bao nhìn hết thẹn đó mà ổn cái là măng này là bởi vậy măng trắng cái đưa lên cái nhìn trắng bao nhìn thấy nó thèm rồi heo để cây vậy không? Để là để mình chiết á, đó để thời gian đầu là chiết chứ hồi lúc măng ghẻ thì cũng đâu có bứng đâu, măng ghẻ là lúc đó là mình bắt đầu mình để rồi cây để mình chiết mà mình bán cho khách ở gần xa đó. Cái lúc ghẻ mình bứng hết nó uổng. Thôi giờ mình đi dài tới ha. Ở dưới cây mít không mà mít nó ve lại nó không lớn nổi. Cái này lúc trước trong mít đốn mít rồi đó hả? Dạ. Đó nguyên vườn mít không à. Cái này là mít công. Mít này anh đốn lâu cho anh Bình. Cậu ra gửi đi trồng. Nhớ lại nha. Có gì cũng như ngăn tối mà nó cũng đều rồi đó.
dây anh cầm á. Quên. Em mất công mình kiếm thêm cọng dây nữa. Cái này gì nè? Anh nắm ngay cho cái mối này, anh kéo nhẹ xuống đây là anh lấy nó ra. Cái đầu hớt ngang đây cái à. Hớt ngang cái mối này nè. Đó anh gì nè. Lấy dây nè. Lấy dây đang rồi mình cắm cái cây đang cột lại đừng dựng cái chén nó xiên á. Cái này mình bó bằng ghế lục bình nè cả nhà. Mình bó bằng ghế lục bình chứ không có trộn với cái gì hết trơn á, mà thấy cũng ghế nó cũng ra cũng đạt quá nè. Thì bữa nào mình làm cái clip để chia sẻ cho mấy anh em mà chưa có biết cách mà chiết mà như thế nào á, sẽ làm cái clip để chia sẻ cho anh em luôn nhà vườn. Nói chung nhà vườn là mình có kinh nghiệm gì mình trao đổi cùng nhau để học hỏi thêm. Anh nhắn kia chỉ muốn chết bữa hổm nói là cũng không biết chỗ nào mua tre, không biết thiệt tình luôn. Nói chung ở đây ai đầu bữa hổm mà điện cho cái gì ngoại tới Vũng Tàu bà kia gì đó. Đúng rồi. Mà nó kêu giao tiền trước cho nó. Nó chuyển khoản, nó kêu anh chuyển khoản rồi đó. Rồi nó kêu giao tiền trước cho nó đó. Chuyển khoản đủ luôn à? Chuyển khoản đủ. Tao không chơi kỳ vậy. Ta đâu ai dám chuyển à? Ta thấy ông lão quắc à. Tôi là cả nhà. Thì ấy thôi đi về vô đây. Giờ là nói gì cũng lên cái gì lên chân à? Rồi đúng rồi. Giờ nói cứ. Rồi tới đây tới. Rồi hái chè 40 nhánh vô tới nhà này nè anh em ơi. Đó anh này về anh trồng là một năm sau là anh bán giống luôn á. Cung cấp cho bà con. Rồi cung cấp cho bà con ở xa gần. Anh này anh ở ngoài nhà bánh bạ này nha. Quê này mà cũng không biết tới đây đâu. Đó. Chắc mẹ quên. Chị. À, chị lấy cái dây gam em chị trong cái xe. À, chị lấy bỏ ngoài. Về trồng nhớ mình buộc cây rồi lại cứng nha. Gió rồi đó, người ta gió. Chất lượng mình. Coi vườn mình có ai đi vớt ốc gì không nghe nó đi không có trồng cũng giữa mà vớt ốc nó cũng không sao đi chứ bao lại chứ rồi ở gì con về ngoại bác ba ơi về ngoại anh Bình ơi rồi cảm ơn nhiều luôn rồi sao năm sau tôi ra tôi mua lá luôn cho năm sau Bình ra mua lá luôn Bình ơi rồi giờ thôi chào ha. Rồi sáng bà xã lụm chịu ngon lành đấy bà xã.